Kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với những nội dung chính sau đây. Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực cho mọi kịch bản phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc chủ động điều trị cho các bệnh nhân nếu có. Khẩn trương rà soát và xác minh thông tin về một số khách du lịch liên quan đến bệnh nhân số 34 đến địa bàn huyện Cát Hải. Hôm nay, những số đầu tiên của chương trình ôn tập kiến thức dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đã chính thức lên sóng trên hai kênh THP và THP Cộng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo chính phủ. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành trung ương đã tích cực tham gia vào quá trình cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ của Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời điểm hiện nay, khi cả nước đang quyết liệt chống dịch COVID-19, việc đưa thêm 11 dịch vụ công tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia càng có ý nghĩa quan trọng, khi những dịch vụ công này chú trọng đến thanh toán trực tuyến, sẽ hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời hạn chế sự lây lan của COVID-19. Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, hoàn thành tích hợp dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Để hệ thống thông tin báo cáo hoạt động hiệu quả ngay sau khi vận hành, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần đồng hành, chung tay, tiếp tục tích hợp hệ thống báo cáo của bộ ngành địa phương lên hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ là hệ thống thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong chiều nay, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các sở ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp. Sau 3 tháng kể từ khi phát hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, dịch đã lan rộng đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Việt Nam, tính đến chiều nay, khi bệnh nhân thứ 17 được thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, chỉ trong vòng 8 ngày, Việt Nam đã có thêm 29 ca dương tính. Vào ngày cao điểm mùng 8 tháng 3, có tới 9 ca dương tính đã được công bố. Trong số 29 ca bệnh mới, có đến 17 ca bệnh có liên quan đến chuyến bay VN0054 ngày mùng 2 tháng 3. 9 bệnh nhân liên quan tới chuyến bay QR974 từ Doha tới thành phố Hồ Chí Minh cùng bệnh nhân thứ 34. Hiện đã xuất hiện một bệnh nhân với nguồn lây mới từ chuyến bay VN54 đến Hà Nội vào ngày mùng 9 tháng 3. Một sự tình cờ đáng chú ý là hai nguồn lây nhiễm mới của virus đều xuất hiện ở Việt Nam vào ngày mùng 2 tháng 3 trên hai chuyến bay, một hạ cánh ở Nội Bài và một hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Với đặc điểm là một thành phố công nghiệp, dịch vụ, trung tâm hội nhập quốc tế, đầu mối giao thông, cửa ngõ quốc tế bằng cả đường biển, đường hàng không, có nhiều khách du lịch quốc tế, kiều bào, học sinh, sinh viên, người lao động ở các nước đang là tâm dịch cả đi và đến. Hải Phòng là địa phương có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập và bùng phát. Thành phố hiện chưa có ca dương tính với COVID-19, đang thực hiện cách ly tập trung 748 người và hơn 1.600 người cách ly tại nhà và nơi lưu trú. Theo Sở Y tế Hải Phòng, năng lực cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Trường Quân sự thành phố, huyện Thủy Nguyên là 2.280 người. Tại các quận huyện là 10.859 người. Như vậy, năng lực cách ly trên toàn thành phố là khoảng 13.000 người. Năng lực điều trị của toàn ngành khoảng hàng chục nghìn bệnh nhân. Các trang thiết bị trong giai đoạn đầu đáp ứng được máy thở, lọc máu, áp lực âm cho khoảng 200-250 bệnh nhân. Cũng theo ngành y tế, nguồn nhân lực y tế phục vụ cho công tác phòng chống điều trị
ngoài đội ngũ hơn 2.000 bác sĩ hiện nay, dự kiến sẽ huy động hàng nghìn sinh viên của các trường cao đẳng và đại học y. Hiện lực lượng quân đội là Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân và Sư đoàn Phòng không 363 cũng đã chủ động các phương án phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện phòng chống dịch, bao gồm cả cơ sở y tế và nhân lực. Đại diện Sở Công Thương cũng cho biết đến thời điểm này, lương thực thực phẩm cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Thành phố cũng đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam tạm dừng chuyến bay Bangkok-Thái Lan, chỉ cho các nhà hàng, vũ trường, quán karaoke và các điểm vui chơi giải trí hoạt động đến 22 giờ hàng ngày. Trong công tác tuyên truyền, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận đánh giá cao các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã chủ động tuyên truyền về chủ trương của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh một cách chính xác, công khai, minh bạch, trong đó bao gồm cả việc phổ biến phương pháp phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, tinh thần là để Hải Phòng không có ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, để làm được điều này, phụ thuộc hoàn toàn vào sự chủ động của cả hệ thống chính trị. Công tác phòng chống dịch không còn là vấn đề riêng của một cơ quan đơn vị nào, mà là của tất cả các cấp ngành địa phương đơn vị và từng người dân thành phố. Chúng ta triển khai để làm sao cho toàn hệ thống được vận hành và xác định là để làm được cho khoanh vùng được, trước hết là ngăn chặn được không có dịch bệnh ở địa bàn. Thứ hai là trường hợp mà có thì chúng ta ngăn chặn được. Và để làm sao mà luôn luôn có chủ động, luôn luôn kiểm soát được tình hình, không để cho cái tình hình mà chúng ta mất kiểm soát. Thế và tinh thần chỉ đạo ấy là chúng ta cố gắng làm thế nào đó để Hải Phòng không có bệnh nhân dương tính hay là không có ca nhiễm virus. Đấy là chúng ta cố gắng hết sức. Và được cái đó là vô cùng khó khăn. Nhưng mà nó lại tập trung vào cái giai đoạn đầu để chúng ta triển khai. Và phụ thuộc hoàn toàn vào cái sự vào cuộc của toàn hệ thống chúng ta. Thế cái trường hợp thứ hai là khi đã xảy ra có một ca dương tính thì nó sẽ phát triển, thì chúng ta dùng toàn bộ lực lượng trong hệ thống đội ngũ của chúng ta từ thành phố phối hợp với cơ quan trung ương, phối hợp với các đơn vị trong lực lượng vũ trang, các địa phương để chúng ta khoanh vùng để làm sao không lan rộng và của chúng ta chủ động kiểm soát được. Mục tiêu của cái cuộc họp hôm nay là như vậy. Thế và để có cái việc đó, không thể một người, không thể một ngành, không thể một lĩnh vực, không thể một cấp, mà cái này từ cơ sở hất lên, chúng ta phải bỏ cuộc thì chúng ta mới có thể thành công được. Thế còn tại sao mà bây giờ chúng ta lại đưa vào nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu? Không phải là chúng ta hoang mang, nhưng mà chúng ta lại phải cảnh giác cao. Trước cái diễn biến của tình hình như vậy, chúng ta cảnh giác cao thì chúng ta mới làm được cái điều thứ nhất. Khi vào rồi thì cái khả năng thứ hai là nó khó khăn lắm. Tôi cứ hàng ngày 2 tiếng đồng hồ phải cập nhật tất cả các nước đưa tôi để tôi xem cái diễn biến của dịch bệnh châu Âu. Hôm nay báo cáo thực sự là 2 tiếng đồng hồ phải cập nhật được số liệu. Nếu có, không có ít nhất là đầu giờ sáng, cuối giờ chiều. Thì mới thấy rằng là bây giờ châu Âu mất kiểm soát, không chứ? Thế mà khi cái tình huống nó xảy ra đấy thì đúng là hệ thống chính trị, rồi hệ thống chính quyền của thành phố chúng ta sẽ vô cùng là ngồi, lúc đấy là hệ thống y tế các ông chí cũng ngồi, và các đơn vị các ông chí không sao được, nó đông quá, đông đến mức độ cái hàng mấy chục ngàn ca như thế thì các ông chí lấy đâu ra bác sĩ mà nào. Thế hôm nay tôi nhắc đi nhắc lại là hệ thống từ cơ sở cho tới đứng đầu thành phố, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân thành phố là vào cuộc ngay từ đầu. Mà cái này nó nhỏ cho nên nó lại khó. Thế hôm nay hội nghị đấy thì có hai cái việc. Việc thứ nhất là đề nghị các địa phương, các ngành, các ông chí triển khai các cái giải pháp phòng. Không chung chung được, mà cụ thể các ông chí bí thư, các quận ủy, huyện ủy phải chịu trách nhiệm trước thành ủy, ban thường vụ thành ủy về chỉ đạo dịch bệnh. Cùng với đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện, các ông chí chịu trách nhiệm, các ông chí chỉ đạo.
Thường vụ cấp ủy các ông chí tập trung lãnh đạo chỉ đạo ở các cấp quận huyện. Và nếu địa phương nào đó mà để dương tính xảy ra, các ông chí mà sơ suất chủ quan không chỉ đạo kịp thời mà để một cái ca dương tính nó bung bét ra là mất kiểm soát của địa bàn, đồng chí bí thư phải chịu trách nhiệm. Là vì sao? Là vì đã được hệ thống lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị tất cả các lực lượng cần thiết phối hợp để các ông chí làm, chứ không phải là nói không nữa. Vấn đề thứ nhất là như vậy. Thứ hai ấy, tôi đề nghị là các quận, các ông chí bí thư, các ông chí chủ tịch, các ông chí thường vụ xây dựng một kế hoạch cụ thể hóa ra cho tới người dân được. Trước hết là yêu cầu họp các ông chí bí thư các xã, chủ tịch các xã quán triệt cái tinh thần này và giao nhiệm vụ rất rõ. Trên cơ sở các xã, các ông chí về bí thư các xã, các ông chí họp với các thôn quán triệt tới nhân dân để nhân dân tự phòng ngừa, tự cảnh giác. Một người mà nó lọt vào, tức là một con virus mà nó lọt vào một thành viên của trong một gia đình thì cả gia đình ấy bị. Tinh thần như thế, chúng ta có cái giải pháp như thế. Làm sao mà các ông chí bí thư các quận huyện trong ban thường vụ của các ngành hôm nay họp ở đây, đấy, thì bí thư yêu cầu là các ông chí nói được tất cả những cái điều đó để người dân ai ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng này cũng phải biết cái việc đó. Và do đó mà các ông chí cũng chủ động nắm cho là con em của bà con nhân dân từng khu phố một hiện nay đang đi công tác sắp về hoặc đang đi học sắp về ở các vùng dịch thì phải tổ dân phố phải biết, mặc dù chưa về nhưng mà cũng biết để mà nếu mà có về thì có cái lời khuyên giúp cho các cháu vào được cái nơi cách ly hoặc đi công tác hoặc đi du lịch. Cái việc thứ hai là các ngành của chúng ta ở đây thì chúng ta làm cái gì? Thì đề nghị là tất cả các sở, các ngành, các địa phương từ trên xuống dưới khi họp các ông chí phải đeo khẩu trang. Trong cơ quan làm việc các ông chí cũng bắt đầu phải đeo khẩu trang. Trong tiếp xúc các ông chí cũng phải đeo khẩu trang cho. Đề nghị là các địa phương các ông chí cũng phải có cái cụ thể hóa cho nhiệm vụ của các cấp tương tự như thành phố. Y tế thế nào, công an này, huyện, rồi thì bộ chỉ huy quân sự, rồi bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn. Các ông chí bí thư mời các ông chí về để bàn cho kỹ. Đã, bàn cho kỹ. Còn chuẩn bị ra quân khi mà tình huống nó xảy ra thì có mấy cái vấn đề. Thứ nhất là cái bộ máy, như các ông chí nói đấy. Ủy ban nhân dân thành phố, các ông chí có cái mẫu đi, thống nhất đi. Thành phần là gồm có công an bao nhiêu người, quân đội bao nhiêu người, phải có người của thành phố hay không có người của thành phố về. Các ông chí ra một cái mẫu. Khi mà cái chỗ này mà có 10.000 dân cư đấy thì là cần bao nhiêu chốt, đúng không? Trên tinh thần như thế, các ông chí trao đổi với địa phương. Thế nhưng mà cơ cấu bộ máy, cơ cấu thành phần tôi đề nghị các ông chí phải có. Cái điểm tiếp nữa là việc thiết bị, trang thiết bị. Bây giờ mình muốn phòng thì cái thiết bị này phải đi trước. Cái trang thiết bị, găng này, cái này gọi là khẩu trang. Thế rồi thuốc, sát trùng, rồi quần áo. Đấy, các ông chí phải mua trước một ít. Còn đến độ như thế nào, tính toán cho nó phù hợp. Và tôi nói đi nói lại các ông chí đấy, cái nguồn ngân sách này là tiết kiệm trong dân. Không phải là nguồn ngân sách đầu tư phát triển của thành phố, đầu tư công. Tiết kiệm từ chính đội ngũ của chúng ta. Chúng ta đang ngồi đây tiết kiệm đây này. Mỗi người tiết kiệm 10% đấy. 10% cái chi thường xuyên là của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Rồi tiết kiệm tiền quà, lễ hội. Thì đây là cái cộng đồng đóng góp vào. Tôi gọi là cái quyền lợi chính đáng của người dân, của cán bộ công chức. Nhưng mà chúng ta đành giải pháp tình thế, dừng cái này lại, vẫn để cho đầu tư công giữ nguyên phát triển. Mong rằng các đồng chí triển khai đều phải có sáng kiến cắt giảm tối đa tất cả những cái gì có thể mà lãng phí đi. Tuyệt đối là không có thất thoát ở đây, tiêu cực ở đây không được. Làm cái hoàn cảnh nó như thế này thì chúng ta làm cái phương pháp như thế này.
Hoàn cảnh như thế này mà chúng ta lại làm theo cái phương pháp một gia đình đi mua gạo thì hỏng mất rồi. Hoặc là làm theo phương pháp của cái thời kỳ bao cấp thì cũng lại hỏng mất rồi. Bao cấp là bao cấp phải chính quyền bao cho người dân. Mà tư duy thì bây giờ phải thay đổi. Phòng nó không vào được, phòng ta dập được ngay. Cái điểm thứ hai mà liên quan tới cái hàng hóa nữa là lương thực thực phẩm. Thì tôi đề nghị là các ông chí quán triệt cho cái tinh thần hôm qua tôi đã chỉ đạo. Vừa là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết, vừa là Bí thư Thành ủy, tôi yêu cầu các ông chí làm như thế. Tư duy phải đổi mới, cách làm phải triệt để, kịp thời, nhưng mà không qua cầu, không qua doanh nghiệp gọi là bán lẻ, và nôm na là phải làm tận gốc. Phải tin rằng là doanh nghiệp nào hợp tác với thành phố chúng ta, người ta cũng sẵn sàng thôi. Công an thành phố, các ông chí tổ chức một cái hội nghị nhỏ thôi, mời các ông chí chủ chốt, các lực lượng xây dựng và giao nhiệm vụ cho các ông chí ở các địa bàn, phối hợp với ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, thế rồi lực lượng chủ chốt của mình, cái việc này các ông chí cố gắng làm chẳng. Thế rồi Bộ Chỉ huy Quân sự cũng thế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo để tổ chức diễn tập một cuộc cung cấp hàng hóa vào một xã. Thường vụ sẽ có một cuộc họp để phân công các ông chí thường vụ phụ trách các địa phương. Tôi xin cảm ơn các ông chí. Tính đến 19 giờ ngày hôm nay, cả nước đã ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 45. Tuy nhiên, thành phố Hải Phòng vẫn chưa có trường hợp nào dương tính với virus. 112 trên 123 ca nghi nhiễm có kết quả xét nghiệm âm tính. 11 ca nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm. Cách ly tại cơ sở 1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 33 người. Cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 417 người. Cách ly tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng 6 người. Cách ly tại Trường Quân sự Thành phố 86 người. Cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Trường Đại học Hải Phòng 294 người. Tổng số đang cách ly tập trung 836 người. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Sáng nay, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ báo Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đồng chí Lê Trọng Nghĩa, Tổng biên tập báo Hải Phòng và đồng chí Hoàng Đình Thi, Phó Tổng biên tập báo Hải Phòng được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng biên tập báo Hải Phòng giữ chức vụ Tổng biên tập báo Hải Phòng kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, tân Tổng biên tập báo Hải Phòng nhận nhiệm vụ mới, ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác và sự cống hiến của đồng chí Lê Trọng Nghĩa và Hoàng Đình Thi đối với sự phát triển của báo Hải Phòng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh tiếp tục phát huy năng lực, nâng cao trình độ, đoàn kết thống nhất cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động báo Hải Phòng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng đổi mới phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thông tin bảo đảm nhanh nhạy, đúng, trúng hay, đáp ứng yêu cầu xu thế hội nhập và phát triển, để báo Hải Phòng tiếp tục là cơ quan tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Trong dịp này, đồng chí yêu cầu báo Hải Phòng tập trung tuyên truyền chống dịch COVID-19, tham gia định hướng dư luận để nhân dân không hoang mang cũng như không chủ quan trong công tác phòng dịch. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 vừa có văn bản hòa tốc gửi Bộ Công an và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục khẩn trương rà soát, đối chiếu danh tính của 76 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 trên chuyến bay QR974 để ngăn chặn cách ly kịp thời. Qua rà soát thì tại Hải Phòng đã có 9 F1 hiện đang chờ kết quả xét nghiệm và nhiều F2 đã được đưa đi cách ly tập trung. Trước đó thì ngày 10 tháng 3, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận một trường hợp nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2 tháng 3 trên chuyến bay số hiệu QR974 xuất phát từ Doha, Qatar, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trên chuyến bay nói trên có tổng cộng 76 hành khách, gồm 21 người Việt Nam và 55 người nước ngoài. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hải Phòng đang rà soát, xác minh tất cả các trường hợp vào Việt Nam từ chuyến bay nói trên, đồng thời triển khai các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe đối với các hành khách. Và ngay trong sáng nay thì Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với huyện Cát Hải và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát và đối chiếu tên của 76 hành khách đi cùng chuyến bay với ca nhiễm số 34. Theo thông tin ban đầu,
thì lịch trình của ca nhiễm số 34 có liên quan đến một số du khách đã đến du lịch tại đảo Cát Bà vào ngày 6 tháng 3. Và những du khách này có tiếp xúc với nhiều người khi di chuyển tại đây. Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Cát Hải đã tiến hành phun khử trùng ngay 3 xe ô tô, 1 bè, 1 tàu HP4774 và 1 khách sạn tại Cát Bà. Cùng với đó, tiến hành cách ly tại chỗ đối với 3 lái xe, 3 thuyền viên trên tàu và 1 người trông coi bè, lập danh sách những người tiếp xúc gián tiếp để yêu cầu tự cách ly tại gia đình cơ sở. Đối với khách du lịch đã rời đảo, tiến hành lập danh sách và báo điểm đến theo quy định. Cũng trong ngày hôm nay, tới kiểm tra tình hình tại các điểm kiểm soát dịch bệnh ở xã Gia Luận, Việt Hải và bãi Tháp Nghiêng trên Vịnh Lan Hạ, lãnh đạo huyện Cát Hải động viên các lực lượng yên tâm công tác, bình tĩnh nhưng không chủ quan lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng thời đề nghị cán bộ chiến sĩ, các lực lượng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, không cho người ra vào tại các khu vực cách ly, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ bản thân như đeo khẩu trang, bảo hộ khi thực hiện nhiệm vụ. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Cát Hải không có trường hợp nhiễm COVID-19. Các biện pháp phòng chống dịch đang được huyện tích cực triển khai với phương châm chủ động, bình tĩnh và hiệu quả. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội khiến cho nhiều người cảm thấy hoang mang, lo lắng, dẫn đến những phản ứng tiêu cực không đáng có. Nhằm đối phó với tin giả trên mạng xã hội, Bộ Y tế đã hợp tác với hai tập đoàn công nghệ là Viettel và VNPT để xây dựng các ứng dụng di động cập nhật các thông tin nhanh nhất và mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Ứng dụng đầu tiên mang tên Sức khỏe Việt Nam cung cấp các thông tin chi tiết và kiến thức cần thiết cho người dùng về COVID-19. Ứng dụng thứ hai là nCoV có thể hiển thị bản đồ trực quan để cảnh báo những khu vực có dịch để người dùng có thể cân nhắc trong trường hợp dự kiến đến những địa điểm đó. Người dùng cũng có thể chọn mục phản ánh thông tin ở menu bên dưới để liên lạc đến số điện thoại đường dây nóng hoặc gửi thông tin phản ánh để được tư vấn và kiểm tra kịp thời. Chúng ta nên cài đặt hai ứng dụng này trên smartphone của mình để cập nhật và theo dõi tin tức mới và chính thống nhất về COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố vừa có quyết định thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành tạm thời để phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Cát Hải. Chốt kiểm soát dịch bệnh được đặt tại chân cầu Tân Vũ Lạch huyện, phía huyện Cát Hải. Thời gian hoạt động của chốt kiểm soát từ ngày 10 tháng 3, thực hiện trực kiểm soát 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày nghỉ. Chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực huyện Cát Hải nhằm ngăn chặn phát tán mầm bệnh truyền nhiễm dịch bệnh. Theo dõi, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để triển khai thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Dành những gì tốt nhất để người dân yên tâm phòng dịch, chăm chút từng bữa ăn cho người trong khu vực cách ly để người dân có sức khỏe, yên tâm thực hiện đủ thời gian cách ly là những gì đang diễn ra tại khu vực cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đảm nhận. Hành động của cán bộ chiến sĩ đang nhân lên tinh thần đoàn kết, chung tay, chung sức đồng lòng phòng dịch cho cả hệ thống chính trị thành phố. Khu vực cách ly tập trung trường quân sự thành phố và trung tâm giáo dục quốc phòng. Từ khi được giao nhiệm vụ nấu ăn phục vụ người cách ly, công việc của Thượng úy Nguyễn Thị Hiền và nhiều đồng đội ở Ban Chỉ huy quân sự quận Kiến An đã tăng lên gấp nhiều lần. Công việc bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc khi đã tối muộn. Tuy vất vả, nhưng đó vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ quân đội. Chúng tôi phải chuẩn bị từ 5 giờ sáng đến tận 6 giờ chiều. Chị em chúng tôi sẽ rất cố gắng và sắp xếp việc gia đình để phục vụ thế nào cho nó được tốt nhất. Và đây cũng là nhiệm vụ chung của toàn đơn vị. Trung tâm giáo dục quốc phòng hàng ngày phải chuẩn bị cho khoảng 300 suất ăn cho người cách ly và người phục vụ cách ly. Riêng Ban Chỉ huy quân sự quận Kiến An đảm nhận hơn 250 suất. Còn lại là Ban Chỉ huy quân sự huyện Tiên Láng. Người dân trong các khu vực cách ly được bảo đảm bữa ăn hàng ngày đủ dinh dưỡng và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác. Tôi đã bảo đảm tốt cho các công dân từ việc tuyên truyền, rồi công tác bảo đảm hậu cần, ăn uống, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với lại phòng y tế, trung tâm y tế của quận Kiến An và trung tâm giáo dục quốc phòng Hoa Linh của trường Đại học Hải Phòng tiếp tục đón nhận các công dân về cách ly tại trung tâm giáo dục quốc phòng Hoa Linh và tất cả vì sức khỏe của các công dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những ngày qua cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực cách ly tập trung, trong đó lực lượng thanh niên, phụ nữ tích cực tham gia hỗ trợ cho các địa phương, các trường học, khu dân cư phòng chống dịch.
Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng trực tiếp cử cán bộ đoàn và đoàn viên tham gia trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, và anh em cũng luôn chủ động khắc phục khó khăn, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ trong thực tiễn hiện nay trong công tác phòng chống dịch, nên là anh em cũng luôn xác định tốt tư tưởng để đảm bảo phục vụ đạt được hiệu quả cao nhất. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch được chú trọng hơn bao giờ hết. Với mỗi cán bộ chiến sĩ, đây giống như một nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ tác chiến đặc biệt mà họ luôn phải làm hết sức mình. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Sở Y tế về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh từ các cơ sở cách ly tập trung. Thời gian qua, các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, tăng cường tuyên truyền, giám sát nghiêm ngặt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế đã được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tốt nhất công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại khu cách ly Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, tính từ đầu tháng 2 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng đã thu gom, vận chuyển và xử lý hơn 4.200 kg rác thải y tế. Để nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại khu vực này, mỗi ngày công ty bố trí riêng một xe chuyên dụng có trọng tải 2.650 kg, được gắn định vị GPS theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thu gom, vận chuyển triệt để rác thải y tế, không để tồn đọng trong ngày. Rác thải y tế sau khi thu gom từ khu cách ly được vận chuyển và xử lý ngay tại lò đốt ở khu liên hiệp xử lý chất thải Tràng Cát. Phương tiện vận chuyển và khu vực lò đốt đều được thường xuyên phun thuốc khử trùng theo đúng quy định để bảo đảm công tác khử khuẩn, phòng tránh lây lan dịch bệnh. Ngoài nâng cao nhận thức phòng bệnh cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, đơn vị còn trang bị đầy đủ trang phục phòng hộ cá nhân chuyên dụng. Đặc biệt, những người trực tiếp tiếp xúc với rác thải y tế còn được trang bị thêm quần áo mưa sử dụng một lần. Ngoài việc trang bị tốt bảo hộ lao động, công nhân công ty cũng được đo thân nhiệt hàng ngày, được quan tâm hơn đến chế độ ăn uống sinh hoạt để tăng cường sức đề kháng. Với cái sự chỉ đạo rất quyết liệt của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thì đã giao nhiệm vụ cho công ty môi trường chúng tôi là thu gom toàn bộ cái rác y tế mà của khu cách ly. Chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với lại các khu cách ly. Thì riêng ngành y tế là xử lý cái ban đầu cho cái rác rất là tốt, họ đã phun thuốc khử khuẩn tiệt trùng, rồi là bảo quản rất là kín, tránh cái phát thải ra môi trường. Sau đó thì chúng tôi có xe bảo ôn đông lạnh đến tiếp nhận cho vào các cái thùng chuyên dụng, và chúng tôi chở bằng cái xe chuyên dụng, tránh gần như tuyệt đối phát thải ra môi trường. Riêng cái rác thải ở khu cách ly chúng tôi xử lý ngay lập tức, không để qua ngày. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng hiện đang thực hiện chức năng thu gom, vận chuyển rác thải y tế tại 3 khu cách ly tập trung của thành phố là cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trường Quân sự thành phố và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Hải Phòng. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, công ty tập trung cao độ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thành phố và các sở ngành liên quan, bảo đảm tốt nhất chất lượng vệ sinh môi trường thành phố nói chung và các khu vực cách ly tập trung nói riêng, chung sức, chung lòng cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virus corona thành phố Hải Phòng vừa có quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đợt 13 đối với 105 người. Địa điểm cách ly: khoa bệnh nhiệt đới cơ sở 1 và cơ sở điều trị 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Trường Đại học Hải Phòng. Lý do cách ly: đi về từ vùng có dịch COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam, tiếp xúc gần với người có nguy cơ mắc COVID-19. Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng vừa có văn bản về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh COVID-19. Nội dung như sau: xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 549 ngày 13 tháng 3 năm 2020 về việc xin ý kiến cho học sinh nghỉ học từ ngày 16 tháng 3 đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2020 nhằm đảm bảo công tác phòng chống COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau. 1. Đồng ý đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2020. 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống COVID-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại các trường học. Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, triển khai thực hiện công văn số 1666 ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
về việc dạy học trên truyền hình đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện. Hôm nay, những số đầu tiên của chương trình ôn tập kiến thức dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đã chính thức lên sóng trên hai kênh THP và THP Cộng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, nhằm tạo điều kiện cho học sinh hai khối lớp này có thể nắm bắt và củng cố kiến thức trong thời gian tiếp tục phải nghỉ học vì dịch COVID-19 và để chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng sắp tới. Hải Phòng cũng là một trong số các tỉnh, thành phố trong cả nước sớm triển khai chương trình này. Tại một trường quay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, những ngày qua, ekip làm truyền hình và các giáo viên đã có mặt từ sáng sớm để ghi hình những số đầu tiên chương trình ôn tập kiến thức cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12. Số đầu tiên đã chính thức lên sóng. Nhiều học sinh tỏ ra khá thích thú khi giờ đây các em có thêm một lựa chọn nữa để tự học tại nhà trong thời gian chưa thể đến trường vì dịch. Các trường học đã chủ động thông báo cho phụ huynh và học sinh để cùng theo dõi. Hôm nay được học số đầu tiên ở trên truyền hình thì em cảm thấy kiến thức ở đây rất là bổ ích. Ở trong kỳ nghỉ dịch 3 tháng như này thì em thấy học với mô hình như trên đây thì sẽ mang lại kiến thức bổ ích cho chúng em và ôn lại kiến thức cho chúng em chắc chắn hơn. Được các thầy các cô ở trường thì đã thông báo và nhắn đến từng phụ huynh là hôm nay có tiết học buổi đầu tiên thì gia đình đã báo và đã liên hệ để cho con học để con có thể là ôn lại được những cái kiến thức con đã học vừa qua. Trong quá trình mà nghỉ lâu dài như này, những tiết học ở trên truyền hình thì sẽ thấy cho phụ huynh sẽ yên tâm hơn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì đây là phương án nên được triển khai để các em có thể ôn tập và lĩnh hội kiến thức khi nghỉ học dài ngày. Mặc dù sẽ có những hạn chế, nhưng ý nghĩa lớn nhất của các hình thức dạy học từ xa như thế này là để học sinh có thể duy trì nề nếp và không đánh mất thói quen học tập trong suốt kỳ nghỉ dài, đồng thời giải tỏa tâm lý cho các bậc phụ huynh về nhu cầu ôn luyện kiến thức cho các con khi sắp bước vào những kỳ thi quan trọng sắp tới. Sau khi em được trải nghiệm cái mô hình học trực tuyến như này ấy, thì khoảng thời gian rảnh của em ở nhà ấy, thì nó cũng được lấp đầy. Em cũng có được nhiều kiến thức mới hơn, rồi là được trải nghiệm nhiều cái mô hình học mới hơn. Em cũng cảm thấy khá là vui vì điều này. Em sẽ tiếp tục đồng hành với các bài giảng các thầy cô trên truyền hình Hải Phòng để tiếp thu được nhiều kiến thức hơn. Các số tiếp theo sẽ được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Các em khối 9 có thể học trực tuyến trong khung giờ từ 8:30 đến 9:15 phút với các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Đối với học sinh khối 12, ngoài 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh, các môn học khác gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân sẽ được dạy trong khung giờ từ 14:30 đến 16:45 phút. Khán giả cũng có thể xem lại các chương trình trên website thp.vn hoặc fanpage THP của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng phường trở thành đô thị văn minh hiện đại là mục tiêu được đặt ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Biên, quận Lê Chân lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay. Nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Quận ủy, sự đoàn kết quyết tâm nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, Đảng bộ phường An Biên đã đạt được những kết quả nổi bật. Tổng thu ngân sách đạt 108% kế hoạch quận giao, phường đã cải tạo 39 ngõ ngách và tuyến đường dân sinh song song đường sắt, lắp mới nhiều bóng chiếu sáng, trồng cây xanh với tổng kinh phí do nhân dân đóng góp là 1,619 tỷ đồng. Vận động hơn 2.000 hộ dân ký cam kết thực hiện tiêu chí về trật tự đường hè. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Đến nay phường không còn hộ nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đại hội đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025 như thu ngân sách phường đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm, phấn đấu tăng từ 5% một năm trở lên, phấn đấu đạt 70% tiêu chí quy định cho tiêu chuẩn đô thị loại 1, tập trung thực hiện có nền nếp công tác quản lý đô thị, xây dựng các tuyến ngõ dọc theo đường sắt, bảo đảm tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và văn minh, xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và đúng quy định, đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ phường khóa 12, lấy phiếu giới thiệu bí thư Đảng ủy khóa 12, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, Đảng bộ xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, địa phương đã đạt được kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 12 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đến năm 2015, xã đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, từ đó tiếp tục duy trì và phát triển, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Đa Ngư vào năm 2018, mô hình điểm của toàn huyện. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận về tư tưởng và trong hành động, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Trào lần thứ 26 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân địa phương đang ra sức thi đua lập thành tích, chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và huyện. Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Kim Sơn Tân Trào giành chính quyền, kháng Nhật thắng lợi. Chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Đại hội đề ra 20 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá cùng các giải pháp đồng bộ hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống Kim Sơn Tân Trào kháng Nhật, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển, phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa hoàn thành và đi vào khai thác chưa được bao lâu, nhưng cả hai tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập huyện Tiên Lãng đi cầu Hàn cầu Đăng đến quốc lộ 37 huyện Vĩnh Bảo đã phải oằn mình gồng gánh lượng phương tiện vận tải lớn, trong đó có cả xe quá tải quá khổ lưu thông trên tuyến. Trong khi hạ tầng trên tuyến đường tỉnh 354 đoạn qua địa bàn huyện Tiên Lãng chưa đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để kiểm soát hoạt động trên, mới đây Sở Giao thông Vận tải đã lắp đặt trạm cân trên tuyến, từng bước khắc phục tình trạng xe quá tải, bảo đảm an toàn giao thông và kết cấu công trình đường bộ. Kể từ 19 giờ tối, xe container, xe tải lớn nhỏ bắt đầu lưu thông nhộn nhịp trên các tuyến đường kể trên và đường tỉnh 354. Đáng chú ý, một tỷ lệ không nhỏ trong số này là nhằm né trạm thu phí Tiên Cựu và trạm kiểm soát tải trọng xe trên quốc lộ 10. Với lưu lượng tham gia giao thông lớn như vậy, tiềm ẩn rất cao nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Các cái tuyến đường trên địa bàn của huyện Tiên Lãng được cơ bản là được nâng cấp, cải tạo và sửa chữa rất là đẹp. Bên cạnh đó thì việc khánh thành đưa vào sử dụng cái cầu Đăng và cầu Hàn thì cũng là tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên thì thời gian vừa qua thì tình trạng các cái xe quá tải thì lưu thông qua địa bàn huyện Tiên Lãng chúng tôi thì tăng đột biến. Điều này thì thực sự là gây lên cái tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của huyện nói chung, của lực lượng công an chúng tôi nói riêng. Trước đó, xét đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc hạn chế tải trọng phương tiện qua cầu Huyện Đội, cầu Vàng và cầu Nguyệt, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản đồng ý cho Sở Giao thông Vận tải lắp đặt biển hạn chế tải trọng qua các cây cầu trên. Trạm kiểm soát tải trọng được bố trí trên đường tỉnh 354 đoạn thuộc địa bàn xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng hoạt động 24 trên 24 giờ với sự phối hợp của lực lượng công an huyện Tiên Lãng và thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải. Chúng tôi đã phối kết hợp rất là nhịp nhàng và nghiêm túc. Chúng tôi thực hiện thực sự nghiêm túc. 24 trên 24 giờ chúng tôi và lực lượng thanh tra giao thông của Sở Giao thông Vận tải là thực hiện yêu cầu tất cả các phương tiện vận tải để kiểm tra và nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Qua 2 ngày triển khai phối hợp thì chúng tôi cũng đã kiểm tra đối với 68 phương tiện, trong đó thì có 4 phương tiện vi phạm. Lực lượng thanh tra giao thông và công an huyện Tiên Lãng sẽ tăng cường 24 trên 24 kiểm soát trên địa bàn các tuyến đường của huyện Tiên Lãng. Với các công trình cầu Hàn, cầu Đăng, cầu Sông Hóa và các tuyến đường Lạng Am, Nhân Mục, đường nối cầu Hàn, cầu Đăng được thành phố quan tâm đầu tư xây dựng trong thời gian vừa qua đã tạo thuận lợi lớn trong giao thương, phát triển kinh tế của các địa phương. Và để khai thác hiệu quả các công trình trên, bảo đảm an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông, thì việc tổ chức kiểm tra xe quá tải, quá khổ, vận chuyển hàng hóa không nằm ngoài mục đích trên.
mà qua đó còn giáo dục ý thức cho người tham gia giao thông trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cần hạn chế các cuộc họp tập trung đông người, Ủy ban dân thành phố quyết định dừng hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, đề nghị các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đăng ký tham dự đối thoại, gửi trước câu hỏi nếu có theo địa chỉ Phòng Doanh nghiệp Kinh tế Tập thể Tư nhân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 1 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, hoặc gửi vào email kiến nghị doanh nghiệp a@haiphong.gov.vn để tổng hợp. Điện thoại đường dây nóng 0911 308989. Đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị, nêu rõ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ. Xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết. Phần cuối chương trình thời sự tối nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Phía bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Phía nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ C, độ ẩm 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động,